Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với các bạn một con mini thương hiệu Beton sản xuất. Tên xe con này là iBet, kiểu dáng mini, sườn nhôm, dây đi trong sườn, chạy bằng dây Cura. Đùm trước là đùm Beton phát điện, đùm sau là đùm Shimano, 5 cấp số, tức là 5 số trong. Đấy, bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh để các bạn cùng xem cái con xe này. Con xe này thì đầy đủ các yếu tố zin, nguyên bản, đẹp. Tất tần tật là zin nguyên bản hết, kể cả từ cái chuông nhỏ như thế này đây, cái chuông chữ Beton này. Đấy. Rồi, tiếp đến thì cái tay đề nhé. Đây, tay đề này. Đó. 1, 2, 3, 4, 5. Tay đề còn rất đẹp long lanh luôn. 5 này. 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Đấy. Bao tay này cũng zin đẹp nhé. Bao tay này cũng của Beton luôn nhé. Đấy. Mình xin phép sẽ quay tới đâu mình giới thiệu tới đó. Đây, cái này là cái khóa cổ nhé. Khóa này khóa cổ kết hợp với cái khóa bánh kia, dưới kia, tạo thành một hệ thống khóa truyền. Nói cho đơn giản thì khi khóa bánh thì nó đồng thời khóa cổ luôn. Tay phanh nhé. Tay phanh xịn sò của Beton bằng nhôm đúc toàn bộ luôn. Đây, bộ đầu của nó đây. Bộ đầu nhôm, tay phanh nhôm này, các bạn nhìn cái tay phanh này. Đấy, đây. Long lanh, đẹp đúng không? Đấy, đây là cái bộ đầu. Còn đây là cái logo. Logo đây nhá. Đây là số sườn. Đây này. Những con xe Nhật thì nó thường có số sườn nó đóng vào trong này. Đấy, đây là cái dãy số sườn. Đó. Rồi, tiếp tục về đến đây thì con này là rổ Beton zin nhá. Đây này, rổ Beton. Rổ Beton, phiên bản rổ nhựa nhưng mà của Beton nhé. Đấy. Đèn Beton luôn, đèn ba bóng. Vỏ Beton, vỏ thì còn rất mới. Đây, nó mới như thế này. Vỏ trước vỏ sau đều là vỏ Beton nhé, còn nguyên râu này. Đây. Và nó cái quan trọng là nó còn rất mới. Đùm đây. Mình sẽ bắt nét cho đùm Beton nhôm nhé, cam vành inox. Đấy. Vỏ ruột Beton, đây. Quả vỏ ruột này là vỏ ruột Beton chữ đỏ nhé. Beton thì nó có chữ xanh, chữ đỏ. Ở đây thì Beton chữ đỏ. Ruột cũng ruột zin luôn. Đấy. Đèn 2 dây lấy từ đùm. Cam vành inox. Đấy, cái hàm thắng này nhé. Hàm thắng trước thì là hàm thắng 3 mảnh của Beton, phanh bóp vành. Phanh sau thì là phanh bi. Đấy. Đây, Beton này. Sườn nhôm. Dây đi trong sườn nó đi ở trong này nhé. Và nó trổ xuống dưới. Toàn bộ dây giấu trong sườn hết. Đây, mình sẽ quay cận cảnh thật chậm cho các bạn xem. Đấy. Cái này là tem Nhật nhé. Tem Nhật to tổ bố rồi. Cái này là khóa mở nhanh. Nâng hạ cốt yên. Đây. Giò đĩa nhôm chữ Beton này. Đấy. Ok. Khóa bánh này là cũng là khóa Beton zin luôn nhé. Đây, đấy, dòng chữ Beton. Yên Beton zin luôn. Này, yên zin. Đấy, đây. Yên xịn của Beton luôn. Rồi. Chắn bùn bằng nhựa của Beton siêu dẻo. Các bạn cứ bẻ thoải mái, bóp bẻ nó cũng không vấn đề gì cả. Cái đèn này là đèn phản quang, đèn năng lượng nhé. Đây. Đấy. Hai chế độ, mình nói về cái đèn này nhiều rồi, tóm lại thì nó là một cái đèn năng lượng. Đấy, hai chế độ cảm ứng, rung lắc và trời tối.
miễn đủ hai yếu tố đấy thì là nó sẽ bật sáng, tự động bật sáng. Đấy, đây. Đấy, cặp vỏ rất đẹp nhé. Đây, các bạn nhìn ở cái góc này nó tối. À, nó tối không có nhìn, nó ngược sáng, thành thử ra nhìn không rõ lắm, nhưng mà nó rất mới. Đây, các bạn nhìn. Đấy. Cặp vỏ zin. Đây. Cái đùm đùm 5 số đây. Đấy. Shimano Nessu đây. Rất đẹp. Inox này. Đấy, tóm lại thì con xe này là zin đét luôn, toàn đồ beton. Rất đẹp. Đây, các bạn cùng xem cái dáng xe của nó đây. Dáng này là dáng mini nhé. Đấy. Tuyệt đẹp. Và đây là cái mặt bên trái của xe. Đấy, con xe thì vẫn cứ đẹp long lanh như phía bên phải thôi. Đây, mình quay cận cảnh cho các bạn xem. Đây nhá. Đấy. Ok. Chung là long lanh. Đấy. Rất chậm. Đấy. Sườn ok nhá. Sườn đẹp. Ngon lành, không cấn móp. À, con xe này cái đặc điểm của nó thì là cái tem. Tem Nhật này, đây. Tem Nhật này nó to tổ bố luôn. Đấy. Ở đây thì nó có cái tem chữ da bằng, made in da bằng. Đấy. Rồi. Đây. À. Beton. Ở phía bên này thì nhìn các bạn nhìn thấy rất rõ cái khóa cổ nhé. Đây cái đường dây của nó này, đường dây cáp khóa cổ nó đi xuống cái phía sau và nó trổ lên đây. Đấy, tức là khóa hệ thống khóa truyền thì cái khóa cổ và khóa bánh này nó kết hợp với nhau bởi một cái sợi dây cáp. Khi khóa cái này xuống thì đồng thời nó khóa cổ. Đấy, cái cơ chế của nó thì thế vậy thôi. Nó cũng không có gì phức tạp. Đấy. Đấy, như vậy thì cái bên trái của xe là như vậy. Bây giờ thì mình sẽ test cái đèn và test chớn cho bạn xem nhé. Cái tay đè lúc nãy mình test rồi nha. Đấy, bây giờ test đèn thôi. Đây. Đấy, đèn chiếu sáng nhé. Ok. Đèn này thì nó bóng này chiếu sáng, hai bóng này phản quang. Đấy. À. Cái tay đè thì mình ép số cho bạn xem rồi, bây giờ mình sẽ test cái chớn cho nó cho bạn xem. Đây. Mình sẽ test ở số 5 nhé. Xe êm lắm, êm ru luôn. Đấy. Đây. Mình sẽ nhắc lại nhé. Trong lúc nó quay thì mình nhắc lại cái thông số kỹ thuật là con xe này là chạy đùm 5 số trong. Đùm 5 số trong nhé. Chuyển động bằng dây phu roa. Siêu bền. Đấy. Cái giò đĩa là giò đĩa nhôm. Đèn thì đèn trước. Đèn trước là đèn cảm ứng nhé. Đèn sau là đèn năng lượng. Đấy. Đèn năng lượng có nghĩa là nó có cơ chế sạc năng lượng, chuyển đổi từ năng lượng ánh sáng ra điện năng nhé, lưu lại đèn. Đấy. À, sườn nhôm, bánh 27. Xe là, tên xe là iBet, kiểu dáng thì mini, kiểu dáng sườn cong của mini. Đấy. À, thương hiệu Beton sản xuất. Còn bây giờ thì mình xin phép được dừng video ở đây. Đấy, bạn nào mà thích con xe này thì gọi điện cho mình 0939086797. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video mới nhất.